Mình thấy có một đôi vợ chồng người Trung Quốc đang mượn cái mũ cối để live stream này mọi người này. Vì là bên Trung Quốc là họ rất ít kỳ đội có cây mũ cối này. Bác cái đang live stream bằng bằng mũ cối này. Đi hào. Đấy, mặc dù là tuổi rất cao nhưng mà vẫn rất mải mê live stream. Ok. Đấy, và khi mọi người đến đây cũng đều tranh thủ chụp ảnh nha mọi người này. Chụp những cái bức ảnh lưu niệm trong khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, và thì xa xa kia du khách Trung Quốc là đang đứng xếp hàng làm thủ tục. Rất là đông, ngày này đông lắm mọi người, cực kỳ đông luôn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của giáo sư Tùng Tăng. Hiện tại mình đang ở khu vực trước cửa khẩu quốc tế Móng Cái, và ngày hôm nay là ngày nghỉ và du khách Trung Quốc cũng sang du lịch Việt Nam rất là nhiều. Giờ mình mời cả nhà xem cái không khí đi du lịch của người Trung Quốc nhé. Ở khu vực này là mình thấy có một cái quán cơm ấy, và các du khách Trung Quốc đang đến quán. Đây mình thấy đây cái số lượng người cao tuổi nó rất là nhiều. Đây mọi người đang vào quán cơm để ăn ăn trưa đây. À, thông thường ở đây thì một cái mâm cơm thì sẽ bố trí bàn tròn đấy, vẫn phong cách là màu đỏ chủ đạo của Trung Quốc, và mỗi bàn này là 10 người nhé mọi người nhé, bàn cơm ăn cơm là 10 người. À, bây giờ mình thấy có một chiếc xe du lịch đang chở các du khách Trung Quốc đến để dùng bữa. Chỗ khu vực này là ngay cửa khẩu quốc tế Móng Cái luôn mọi người ạ. Đây, rất nhiều khách đang xuống cái quán cơm này. Sau một hành trình đi thăm Vịnh Hạ Long thì người ta có thể xuống đến đây dùng cơm và sau đó là trở về Trung Quốc. Thông thường là người ta sẽ bỏ ra một cái bát để đựng nước sôi trước để cho mọi người có thể là tráng bát cho nó sạch trước khi vào ăn cơm. Và các món là bây giờ bắt đầu là được nhà bếp bắt đầu đưa ra rồi mọi người. Đây, ở khu vực này là mình thấy cũng có bán rất nhiều các loại mặt hàng về thuốc lá này, cà phê, thuốc lá Trung Quốc cũng rất là nhiều. Đấy, và một cái quán ăn đây. Đấy, một cái quán ăn đây. Và khu vực này là các cái quán ăn này đều có song ngữ mọi người nhé, đều có chữ Việt và
có cả chữ Trung Quốc để cho mọi người du khách người ta có thể người ta biết được thông tin. Và phía xa xa kia mình đã thấy một chiếc xe đang đón du khách đi du lịch. Và bây giờ hiện tại ở trong khu vực cửa khẩu mình thấy khách du lịch Trung Quốc đang xếp hàng rất nhiều và đang chuẩn bị lên các cái xe du lịch để đi vào trong khu vực Hạ Long đấy, hoặc là đi Hà Nội nha mọi người. Đây là mình thấy một chiếc xe vào tiếp tục vào để đón khách nha mọi người. Toàn là xe 45 chỗ, chủ yếu là xe du lịch có lớn nhưng mọi người nhé. Và nếu mà du khách đến với Móng Cái thì có thể di chuyển đi tham quan thành phố Móng Cái bằng cái xe điện màu xanh xanh này mọi người này. Cũng rất thân thiện với môi trường. Đấy, xe này có thể chở mọi người là đi dạo xung quanh thành phố Móng Cái. Và phía trước mặt mọi người kia là cái phòng chờ xuất cảnh. Và trong khu vực này hiện tại cũng có rất nhiều xe du lịch này đang chờ để đón khách Trung Quốc. Đây ở vị trí này mình giới thiệu cho mọi người là một đoàn xe đỗ hàng km, đoàn xe du lịch để chờ đón khách du lịch Trung Quốc đi sang trải nghiệm tham quan Việt Nam này mọi người. Đấy, và phía xa xa kia là cái tòa nhà cao nhất của thành phố Móng Cái là cái khách sạn Majestic 5 5 sao nha mọi người nhé. Và ở khu vực này là ngay cái con đường này là đối diện luôn với cái cửa khẩu quốc tế Móng Cái này mọi người. Và ở trong khu vực cửa khẩu này vẫn đang rất là đông các du khách đang xếp hàng để làm thủ tục nhập cảnh. Nay vào ngày đẹp trời mình thấy nó rất là đông, cũng là ngày cuối tuần nữa. Và tiếp tục lại một chiếc xe nữa là đang bắt đầu rời khỏi khu vực cửa khẩu chở du khách đi tham quan trải nghiệm Hạ Long. Tiếp tục lại thêm một chiếc nữa này mọi người này. Đây là từng đoàn khách này là cũng vừa đi ăn cơm xong đang tiếp tục di chuyển là về cái phía nhà nghỉ. Và mình thấy cái số lượng là người cao tuổi cũng rất là nhiều luôn đấy mọi người nhé. Giờ mà họ đi sang khu vực này này để chờ xe này. Để tiếp tục họ chuẩn bị lên xe để đi vào Hạ Long đây mọi người. Rất đông. Và ở khu vực trong khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì mình thấy cũng có rất nhiều xe người ta đang đỗ sẵn ở trong khu vực chờ nhé mọi người nhé. Trong cái sân nhà chờ.
dạo này có người mấy đâu mà. Đây mình lại gặp thêm một đoàn khách nữa đang vừa xuống xe, đang chuẩn bị đi ăn cơm và sau đó là trở về Trung Quốc rồi mọi người. Đấy, bà mọi người nó đang tranh thủ chụp ảnh trước cửa với cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Vì điều kiện thời gian có hạn là mình cũng xin phép dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở các video sau. Mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để kênh Giáo sư Tung Tăng của mình càng thêm động lực. Xin chào mọi người.